đấy là một thuật toán đó. Và nó sẽ quy cái đấy, sẽ phân loại là à cái sản phẩm kèm video này đang là một cái sản phẩm và video mang lại trải nghiệm tốt và cần cho cộng đồng người dùng của TikTok. TikTok nó sẽ phân phối đi theo cái tệp đó tiếp cho nhé. Rồi sau khi trả lời câu hỏi của trưởng thì bạn Tiến Đạt này, bạn ấy đưa ra cái nhận xét khá là đúng, tức là cái việc mà nghĩa là việc tối ưu S với vẫn đang phụ thuộc phần lớn vào thuật toán người dùng của TikTok. Cái này bạn nói là mình đánh giá là chuẩn đấy. Ừ, cái này là chuẩn. Đồng thời là mình sẽ góp ý thêm một chút nữa, việc tối ưu quảng cáo đang phụ thuộc phần lớn vào thuật toán người dùng TikTok. Nhưng mà cái điều gì tạo nên thuật toán người dùng TikTok? Cái sản phẩm đó phải là sản phẩm mà cái đối tượng đã quan tâm, cái nội dung đó phải là nội dung hấp dẫn ấn tượng, đủ kích thích nhu cầu với người xem, đúng không? Thì cái người xem đó sẽ ở lại xem video đó lâu, sẽ có cái tỷ lệ click vào nhiều và có cái tỷ lệ mua hàng nhiều. Thì TikTok nó sẽ, đấy là một thuật toán đó. Nó sẽ quy cái đấy, sẽ phân loại là à cái sản phẩm kèm video này đang là một cái sản phẩm và video mang lại trải nghiệm tốt và cần cho cộng đồng người dùng của TikTok. TikTok nó sẽ phân phối đi theo cái tệp đó tiếp cho nhé. Đấy, thì trả lời như vậy nó sẽ rõ nét hơn và anh em sẽ dễ tối ưu hơn. Tức là gốc rễ của nó là thuật toán người dùng, nhưng các cái hạng mục để mình tối ưu thì mình làm sao có thể vào thuật toán, đúng không anh em? Thì điều gì nó quy ra cái thuật toán này thì chính là cái sản phẩm và nội dung. Thì hai phần này anh em tối ưu anh em nhé. Okay. Bạn có thể nói cái này nó đúng chính xác, nó gọi là TikTok là phân phối theo thuật toán người dùng,